Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn vào lúc này dư âm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia tại lượt về bán kết AFF Cup vẫn còn đang vang vọng đối với những người hâm mộ. Và một trong những điều buồn hơn sau trận đấu này đó là việc tiền đạo Lê Công Vinh đã chính thức nói lời chia tay sự nghiệp. Ở tuổi 31, có thể nói Công Vinh đã già và quyết định nói trên của anh hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy nhiên, người ta vẫn tiếc cho anh bởi đây là một trong những cầu thủ rất đẳng cấp hiếm hoi mà bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền đạo người xứ Nghệ. Công Vinh lần đầu tiên ra sân tại V-League vào năm 2004 và suốt 12 năm tiếp theo, tiền đạo xứ Nghệ luôn đóng vai trò là một trong những cây săn bàn chủ lực cho các câu lạc bộ mà anh thi đấu. Trong các màu áo của Sông Lam Nghệ An, Hà Nội TVT, câu lạc bộ Hà Nội, BKM Bình Dương, Công Vinh đã ghi được 112 bàn. Anh chính là tiền đạo nội ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử V-League. Tiền đạo sinh năm 1985 này cũng giành 3 chức vô địch quốc gia cùng các câu lạc bộ Hà Nội TVT và BKM Bình Dương. Lê Công Vinh còn được biết tới như một trong những cầu thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu tốt ở sân chơi quốc tế. Năm 2009, anh được câu lạc bộ ở giải chuyên nghiệp Bồ Đào Nha Le Soir mời sang thi đấu. Đến năm 2013, tiền đạo này thử sức ở giải J-League 2 trong màu áo câu lạc bộ Consadole Sapporo. Việc Công Vinh thi đấu ở các giải Bồ Đào Nha hay Nhật Bản được cho là thành công cả về mặt chuyên môn chứ không chỉ mang mục đích thương mại như những cầu thủ Việt Nam thế hệ trước. Còn tại màu áo đội tuyển quốc gia, Lê Công Vinh luôn là sự lựa chọn số 1 của nhiều huấn luyện viên, nhất là sau sự chia tay của Lê Hình Đức do giải nghệ và Văn Quyến bị treo giò vì bá độ. Chiến tích đáng nhớ nhất của Vinh là bàn thắng ấn định tỷ số 1-1 vào lưới Thái Lan, giúp Việt Nam giành ngôi vương tại giải khu vực 2008. Tính trong 12 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Công Vinh ghi được 51 bàn thắng trong tổng số 85 lần ra sân. Ba quả bóng vàng vào các năm 2004, 2006 và 2007 là danh hiệu ghi nhận tài năng và những đóng góp của tiền đạo người Quỳnh Lưu Nghệ An cho bóng đá nước nhà. Lê Công Vinh treo giày, người hâm mộ chắc chắn sẽ rất nhớ tiền đạo người xứ Nghệ, bởi Vinh là hình mẫu của một cầu thủ tài năng, chuyên nghiệp bậc nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.